Rồi, hello, chào mừng quý anh chị đã trở lại với kênh Mỹ Mô Tô của em nha. Hôm nay thì em tiếp tục trở lại cửa hàng xe máy của anh Phong nha chị, ở địa chỉ đối diện dưới bên cửa hàng mô tô của anh Phong là 64 Nguyễn Tri Phương, Dĩ An, Bình Dương nha anh em. Để tiếp tục cũng như là cập nhật cho anh em mình mẫu xe mà khách đổi lên mô tô nè anh em ơi. Còn số lượng xe khá là nhiều luôn á. Đấy, và hôm nay thì cũng có xả giảm mạnh tay cho anh em mình luôn. Đấy, có những dòng Winner V1, V2, V3 có đầy đủ luôn anh chị ơi. X-Center cũng vậy luôn. Bản 155, 135, 150 là có đầy đủ nha anh chị. Đó, hôm nay thì mình cùng đồng hành với anh Tú để tiếp tục cập nhật cho anh chị các bạn mình nữa nè. Rồi, chào anh. Ok, chào Mỹ nha, chào toàn thể anh chị em các bạn nhé. Mình với Mỹ hôm nay tiếp tục cập nhật báo giá một số những cái xe khách đổi bên cửa hàng nhé. Mình sẽ báo giá từ dòng từ hàng bên này đi. Hàng này trước đi anh Tú. Ở bên cửa hàng thì cũng có hỗ trợ như là trao đổi xe và trả góp anh Tú. Đúng rồi. Cửa hàng thì có mua bán trao đổi tất cả những cái dòng xe nha. Đầu tiên xe là con ẹt biển 63, ẹt 155. Đó là xe 2022. Đó, 28.800. Quá chìa. Xe 2022 odo 30.000. Xe còn rất là sạch đẹp nha anh em. Xe màu đỏ nhám á. Rồi. Rồi tiếp theo sẽ là một em V1 màu đỏ, biển số 36, xe 2017 nhé, đó 16.800. Anh chị ở xa thì không có đến cửa hàng được, mình có thể liên hệ qua số trên màn hình nha anh chị các bạn, để bên cửa hàng sẽ tư vấn chi tiết và cách mua bán nè, và hỗ trợ ship xe cho anh chị mình ở xa nha. Rồi Winner màu trắng, nó là xe 2018, đó, biển số 95, cũng là 16.800. Về một bữa nay thì còn có ba mẫu thôi, hai mẫu này một mẫu ở hàng bên. Đấy anh em. Rồi V2 V2 ABS này, biển số 66 của Đồng Tháp nhé. Đó, xe 2019 20.800. Odo 47.000. 4.700. Xe mũ vặn. Rồi V2, em này là xe 2020, biển số 61. Đó là mẫu ABS xe 2020 luôn. Máy nổ còn rất là chắc luôn anh em. Đó, xe rất là leng keng. Cái mẫu HRC này thì bên cửa hàng còn hai chiếc, một chiếc thì còn này 21.8 à anh Tú. 21.800. Rồi tiếp theo V3 xe 2023 odo 30.000. 28.800 nhé, biển số 59X3. Rồi V3 màu xám bạc anh em, còn khá là đẹp anh em. Rất là đẹp. Như trước có hai chiếc mà anh em ủng hộ một chiếc rồi. ABS luôn anh em, phục vàng đồng rất là đẹp nha. Rồi sang ẹt 2017, biển số 69, 17.800, xanh ngọc. Ad 2018 17.800. Đó, biển số 38. Đó. Con này Exciter 150 nha anh em. Đó là Ad 150. Ở đây có cái mẫu mới về một hai bữa này. Đó là mẫu LED 3 khoang. LED. Hết điện bình đề. Biển số 68 22.800 nha. Xe này lên rất nhiều là đồ chơi rồi. Đồ chơi. Đĩa rồi ốc ác cùng tay thắng tay côn. Phuộc sau. Đấy lên khá là rất là nhiều đồ chơi nhé. Đồ chơi xịn sò cho anh em mình đi nha. Đây. Con này đồ chơi cũng khá là nhiều tiền ạ. Rồi, S135 thì đồng giá là 11.800 một chiếc nhé. À đâu, khoảng có một chiếc à, một chiếc biển số thành phố thôi, 11.800 nhé. Xe Dart 2013. Bữa là còn có mấy chiếc là hôm nay còn có một chiếc anh Tú? Hết rồi, anh em ủng hộ khá là nhiều. Đấy. Và Jupiter biển số 81, 9.800 nhé. Bản này đi cũng rất là tiện nè anh em, tiết kiệm xăng luôn nè. Đi cũng khá là bền đó.
anh em mình lấy xe này về đi cài phải nói là thoải mái luôn á. Xe máy móc là dọn rồi nhá, anh em làm rồi nhá, anh em không cần phải làm thêm một cái gì nữa, cứ vậy là chạy thôi, cho xăng đổ xăng là chạy. Con này có 98 à đâu? Chỉ có 9,8 triệu thôi, biển số 81, xe làm máy rồi, nhưng mà là làm êm nhá, rất ngon ạ, máy móc bao êm. Rồi. Rồi xuống đây. Những cái mẫu xe này là sao anh Tú? Mô tô này. Mô tô này là một số anh em đã mua chốt rồi. À, có cọc đang ha. Để sang bên này vì bên cửa hàng chính thì chặt. Rồi đây, Exeter cho 50 còn khá là nhiều nữa anh em ơi. 150, xe 015, 16,8 triệu, biển số 35 nha. Đó, máy móc thì thật, hiếm du. Xăng GP nha anh em. Anh GP, rồi. À, mẫu này nó là biển số 37, xe 2015. À, biển số 67, xe 2015 nhé. Anh kiểm bảo. Hết xăng luôn. Xe đang bị hết xăng anh nhỉ. Rồi, mười mấy anh đâu? 16,8 triệu, hai chiếc này đồng giá nhau cùng đời. Chất xe còn tương đối như nhau, cũng còn rất là zin nhé. Rồi, tiếp tục. Qua cái mẫu 2017, 17,8 triệu, đo 30 ngàn. Tiếp theo, mẫu 2018 của 17,8 triệu, xe đo 32 ngàn nhé. À, rất là nhẹ nhàng luôn. Còn sang cái mẫu mới kinh 2018, xe nguyên zin, máy móc bao zin cho anh em nhé, động cơ lên cái động cơ cho anh em. À, được lắp chống trộm, xe tem là mọi thứ còn nguyên bản zin theo xe luôn nha anh em ơi. Máy móc thì thầm. Máy còn rất là chắc luôn nha chị. Máy chắc căng. À, 20,8 triệu mà bữa nay đã giảm 1 triệu, còn 19,8 triệu. Wow. Khá là mềm cho mở kênh nha anh em. Xe máy còn im ha. Xe còn nguyên zin rất là ngon. Ngon bổ rẻ. Rồi 20,8 triệu cho mẫu LED 3 khoang. À, xe 019, biển số 38 nha. Đó. Chiếc này thì này có đi cái bô á. Có lên cây bô. Anh chị em mà chốt mà muốn về bô zin thì hỗ trợ đổi về bô zin cho anh chị em nhé. Rồi, ok, Winner V2 anh em ơi. V2 bản CBS, xe 021. Chiếc này có đo 17 ngàn nhé. Biển số 94. Máy móc thì tầm 19,8 triệu. Mà bữa nay giảm chiếc này xuống còn 18,8 đi. Anh chị em là chốt được, chốt nhanh lẹ nhé. 18,8 triệu. Quên không cầm cái giảm thêm 1 triệu nữa nha anh em. Giảm luôn 1 triệu. Còn cái mẫu bên này 19,8 triệu. Đó, xe 2021, biển số 95 nhé. Đó, xe đo 19 ngàn. Xe là cực chất. Xăng. Đó. Xe chất zin. Còn V1. V1 có cái mẫu này biển số 37 này. Đen nhám. Biển tem xanh anh em. Biển số 68 lên tem xanh cho nó nổi. Có cái chìa khóa đâu ta? Máy móc bao zin cho anh chị em nhé. Xe còn rất là cứng nha anh em. Đấy. Đó. Máy rất thoáng, cứng cáp. 15,8 triệu cho Winner V1 nhé. Rồi. Còn V3 thì khách chốt rồi. Rồi chốt rồi, cho qua luôn. Sonic thì 26,8 triệu, xe 022 này, biển số 83 nhé. Biển số 83. Đó, xe rất là đẹp. Hết bình đề. Con xe này nó yếu bình đề, nó là thay cái bình nhưng vẫn chưa thay nổi luôn. Order em này là bao nhiêu đây? Ui giời.
Auto 22.000. Đó, 26.800, Sonic màu đỏ đen. Rồi có Raider. Raider 2022 này. Nguyên zin nhé. Xe nguyên zin 2022 lốc vàng biển số 38. 23.800. Đó, nguyên zin. Máy móc thì lốc vàng đồng nha anh em. Lốc vàng. Auto 26.000, 23.800. Còn cái mẫu bên này thì là nó thấp hơn này. Mẫu bên này đang là 19.800. Nó biển số 60. Xe 019. Có lên là cái bô thôi. Wow, cái bô nó quá anh em. Rồi đây, giới thiệu tới anh em siêu phẩm. Đây, thần gió của một thời. Mà nói chung con này bây giờ nó vẫn là đỉnh, chạy khoái lắm. Bữa hôm mình mình chạy thấy rất là hay. Con này Raider Sucker. Bô gì luôn nha. Đấy, một thời lưng danh đó chị các bạn. Thường anh em mình gọi là thần gió nè. Thần gió. Em nó đó. Xe rất là đẹp. 15.800. Đó. Rất là rẻ thôi, bằng con V1 à. Rồi ok anh em, tiếp tục. Sachia 2019 24.800, bữa nay là cũng có giảm rồi, còn 23.800 nhá. Auto 24.000, gần 24.000, gọi là 24.000 đi. Rồi Sachia tiếp theo, vẫn là biển số 60 luôn, xe 2020 24.800. Xe nguyên zin, máy móc bao zin cho anh chị em nhé. Anh em mình 4.800. Ở xa thì cần coi chi tiết xe nào rõ hơn có thể liên hệ nha chị các bạn. Thì trong quá trình quay cũng chưa có chi tiết rõ cho mấy anh chị các bạn mình xem thông cảm nha. Đây. Và nhớ cho em một like cũng như là mình chia sẻ video cho anh chị, và đừng quên đăng ký kênh để liên tục cập nhật những video mới em nha anh chị các bạn ơi. Còn cái mẫu này 155. 155 thì con này màu sơn 3D trong hãng luôn. Sơn 3D cực kỳ đẹp. Nó là xe 2021 mà xe cực kỳ ít đi nhá. Có lẽ cũng do chủ xe bốc phải cái biển số nó cũng khá là xấu nên là cũng ấy, nên là bên mình rút hồ sơ rồi. À, rút hồ sơ rồi nhá, xe hồ sơ cầm tay nhá, 30 triệu. 30 triệu giao có hồ sơ luôn anh em ơi. Mua về đăng ký ra biển luôn nè. Anh em về chỉ việc đi bấm biển. Xe sạch đẹp liền lạc nha anh em. Có lên 6.500 nhá. Auto 6.500 luôn. Có 6.500 à, lên phục ô liền luôn anh em. Phục ô liền với lại cặp các chân chống đổ. Đó. Thế là đồ chơi cơ bản thì nó chỉ có là cùng tay thắng tay côn thôi. 6.000 mấy cây à? 6.500. Có lẽ do cái biển 49 rồi lại 53. À, biển nó hơi xấu anh em mình. Rồi ok anh em, đó là tất cả những mẫu xe khách đổi là mô tô nha. Anh em nào có nhu cầu an tâm thì mình cứ liên hệ nha anh chị các bạn, cũng như là có thể gần địa chỉ 64 Nguyễn Tri Phương có thể trực tiếp đến cửa hàng mình coi xe nè. Thì em chắc lẽ là ta kết thúc video tại đây nha. Rồi em chào anh Túc. Ok, chào toàn thể anh chị em các bạn nha. Chào Mỹ nha. Rồi và cảm ơn anh chị các bạn mà đã theo dõi hết video nha. Và hẹn gặp anh chị các bạn mình ở video tiếp theo.